bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các bạn đồng tu thân mến, mình xin chia sẻ với các bạn một số cảm ứng mà mình đạt được khi thọ trì đọc tụng kinh Trường Thọ Diệt Tội và nghe chú Trường Thọ Diệt Tội. Cảm ứng đạt được khi nghe chú Trường Thọ Diệt Tội. Lúc trước, mình hay bị chứng tê bút phần đầu và phần cổ, khiến mình không thể ngồi làm việc được. Mình đã được một người bạn đồng tu cho mình nghe chú Trường Thọ Diệt Tội. Mình tập trung nghe khoảng 10 phút sau thì hiện tượng trên hết hẳn, thân tâm trở nên thư thái, dễ chịu. Mình còn mắc phải một chứng bệnh viêm xoang hay làm cho mình sổ mũi, đau đầu. Một tháng mình bị đi bị lại khoảng 3 đến 4 lần, khiến mình rất khó chịu. Mình nghe chú Trường Thọ Diệt Tội này trong lúc ngồi thiền thì mình thấy hiện tượng những mủ xoang được tống ra ngoài rất nhiều. Mình nghe một thời gian sau, bệnh viêm xoang của mình đã khỏi hẳn. Trong kinh Trường Thọ Diệt Tội nói, nếu có chúng sanh nào chỉ một lần nghe được thần chú này thì trăm kiếp ngàn đời không bị chết yểu, không bệnh khổ, được sống lâu. Tuy có bốn ma nhưng không gây phiền muộn, thêm phước thêm thọ, không già không chết, không lên không xuống. Bất cứ ai nếu bị khổ vì bệnh tật, lo lắng bồn chồn, chỉ một lần thoáng qua tai thì được an lạc, không bị ác ma quỷ dữ cắt đứt mạng sống. Cảm ứng đạt được khi đọc kinh Trường Thọ Diệt Tội. Mình có đứa con gái đầu tiên, lúc đó mình chưa biết đến kinh Trường Thọ Diệt Tội. Bé nhà mình rất khó nuôi, ăn hay bị ói mửa, người gầy yếu, xanh xao. Khi mình biết đến kinh Trường Thọ Diệt Tội rồi, mình đọc được khoảng 3 biến kinh. Mình hồi hướng công đức cho bé, và hàng ngày mình trì chú Trường Thọ Diệt Tội cho bé nghe, thì hiện tượng trên của bé hết hẳn, bé giờ đây ngoan ngoãn dễ nuôi. Khi mình có bầu bé thứ hai, mình cũng đọc được khoảng 3 biến kinh Trường Thọ Diệt Tội và hàng ngày tụng chú Trường Thọ Diệt Tội. Mình hồi hướng công đức cho bé. Trong quá trình mang thai, mình cũng làm các việc như phóng sanh cá, ốc, chim, vân vân, ăn chay và không ăn hay uống những đồ nóng lạnh. Vì trong kinh nói, thai nhi ở trong bào thai khác gì địa ngục, bị viên đá đè ép cả thân. Nếu mẹ ăn đồ nóng, thai nhi bị nóng, khác nào trong địa ngục nóng. Khi mẹ ăn đồ lạnh, thai nhi bị lạnh, khác nào trong địa ngục lạnh, trọn ngày suốt đêm chịu nhiều đau khổ. Đến khi mình sinh bé ra, bé rất khỏe mạnh, xinh xắn và dễ nuôi, mọi việc đều được an lành. Trước khi cho bé bú, mình hay vắt sữa thay vì bỏ đi, thì mình vẫy vẫy lên trời, thí cho các la sát. Vì trong kinh Phật dạy, đại chúng, nếu có em bé nào ốm yếu bệnh hoạn, thì cha mẹ lấy sữa của mình, vẫy vẫy lên trời thí cho bọn la sát và phải một lòng tụng kinh này, biên chép ấn tống, trì chú giữ gìn thai nhi, bệnh hoạn ốm đau liền được dứt trừ. Em bé nhà mình tuy vẫn khỏe mạnh, nhưng mình cũng làm như thế, vì đổ sữa đi thì rất uổng. Bé rất ngoan, không quấy khóc, ăn uống dễ dàng. Giờ bé nhà mình được 3 tuổi rưỡi rồi. Bé rất xinh xắn, đáng yêu. Công đức của việc đọc tụng kinh Trường Thọ Diệt Tội rất lớn. Trong kinh nói, nếu có kẻ nào làm những việc cực ác như giết cha, hại mẹ, uống thuốc trục thai, phá tháp, đập chùa, trà đạp tượng Phật, phá hòa hợp tăng, dẫu cho đã làm những tội nặng như vậy, nếu biết ăn năn hối cải, đọc tụng kinh này, hay in ấn tống, hay nói người khác cùng nhau ấn tống, không những sạch tội mà còn sanh lên cõi Phạm Thiên. Cho nên, mình khuyên các bạn nên thọ trì đọc tụng kinh này.
Pami Pami Devi Sini Sini Simin Zure Zura Zuri Hura Hura Zuri Zura Zuri Para Parimancha Chide Bide Banchi Made Chida Kage Soha Tasyatha Chandri Chandravide Chandramahum Chandravate Chandrapure Chandrazaze Chandratire Chandravime Chandraduru Chandraprabe Chandrauttare Chandrapachiye Chandrapame Chandrakare Chandrakesoha. Ha ha ha, 问什么的说呵。